Bạn học sinh khối lớp 4 trường tiểu học Trung Nhất. Hôm nay cô và các bạn cùng đến với một môn học mới của chương trình lớp 4, đó là môn lịch sử và địa lý. Chúng ta tìm hiểu môn lịch sử là gì? Môn lịch sử là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là những gì liên quan đến con người. Còn môn địa lý là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về vị trí địa lý, địa hình, tài nguyên, khí hậu và một số vấn đề về dân số, văn hóa, hoạt động sản xuất, đời sống của con người. Bài học đầu tiên chúng ta tìm hiểu khái quát hai bộ môn này. Bài 1, môn lịch sử và địa lý. Các bạn hãy quan sát sách giáo khoa trang 3 trên màn hình. Bấm dừng video và đọc cho cô từ đầu cho đến quần đảo trên biển. Đây là bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam. Các bạn hãy quan sát bản đồ và xác định cho cô vị trí của nước ta. Nước Việt Nam ta bao gồm phần đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời. Phần đất liền của nước ta có hình chữ S. Nếu lấy phần đất liền của nước ta là trung tâm để xác định, thì phía trên là phía Bắc, phía dưới là phía Nam, phía trái là phía Tây, phía phải là phía Đông. Như vậy ta thấy phần đất liền của nước ta phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía Tây giáp với Lào và Campuchia, phía Đông và phía Nam là vùng biển rộng lớn. Vùng biển Việt Nam là một bộ phận của Biển Đông. Trong vùng biển nước ta có nhiều đảo và quần đảo, ví dụ như đảo Lý Sơn, đảo Phú Quý, Côn Đảo, đảo Cát Bà, vân vân. Còn rất là nhiều quần đảo nhỏ khác. Và có hai quần đảo lớn, đó là đảo Trường Sa và đảo Hoàng Sa. Trên khắp đất nước Việt Nam ta thì có 54 dân tộc anh em trên chung sống. Có dân tộc thì sống ở miền núi hoặc trung du, có dân tộc sống ở đồng bằng hoặc các đảo, quần đảo trên biển. Cô mời các bạn đọc tiếp cho cô phần thông tin từ thiên nhiên đến một truyền thống Việt Nam. Chúng ta cùng nhau quan sát các hình dưới đây. Hãy tìm ra cho cô những nét riêng của thiên nhiên các vùng. Các bạn thấy ở hình 2 là khung cảnh Fansipan, thiên nhiên rừng núi cao ngút ngàn. Hình 3 là khung cảnh của quần đảo Trường Sa ngoài Biển Đông. Hình 4 khung cảnh vùng sông nước. Hình 5 khung cảnh bãi biển Nha Trang đẹp thơ mộng. Các bạn thấy thiên nhiên ở mỗi nơi trên đất nước ta đều có những nét riêng. Các bạn quan sát đây là trang phục của các dân tộc. Như vậy mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng và nét độc đáo riêng. Đây là hình ảnh về hoạt động sản xuất của một số vùng ở nước ta. Như vậy hoạt động sản xuất của nước ta gắn liền với thế mạnh của mỗi vùng. Vùng Trung du phía Bắc thì phát triển chăn nuôi bò sữa. Vùng đồng bằng phù sa màu mỡ phát triển trồng cây lúa nước. Vùng trung tâm đồng bằng thì phát triển sản xuất hàng hóa và vùng biển thì phát triển khai thác dầu khí. Thấy được mỗi dân tộc sống trên đất nước Việt Nam có nét văn hóa riêng, song đều có cùng một tổ quốc, một lịch sử Việt Nam. Các bạn biết không, để có tổ quốc Việt Nam tươi đẹp như ngày hôm nay, ông cha ta đã phải trải qua hàng ngàn năm lao động, đấu tranh để xây dựng đất nước và giữ nước. Vì vậy, Hồ Chí Minh đã có câu: "Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước." Vậy trong tình hình đại dịch hiện nay,
Các bạn nghĩ mình nên làm gì để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ đất nước? À, chắc các em đã có câu trả lời của riêng mình rồi phải không? Và đây là gợi ý của cô. Các bạn hãy ở yên ở nhà và tuân thủ theo quy tắc 5K của Bộ Y tế. Hãy suy nghĩ và cho cô biết môn lịch sử và địa lý ở lớp 4 giúp các em hiểu biết điều gì? Môn lịch sử và địa lý ở lớp 4 giúp các em hiểu biết thiên nhiên và con người Việt Nam, biết công lao của ông cha ta trong một thời kỳ dựng nước và giữ nước từ thời Hùng Vương, An Dương Vương đến buổi đầu thời Nguyễn. Tiết học đến đây là hết. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.